Tất nhiên, để tạo nên sự thành công như ngày hôm nay, không thể không kể đến sự ủng hộ và đồng hành đến từ phía quý nhà tài trợ. Ngay sau đây, xin mời đại diện nhà tài trợ kim cương Thiên Vũ Audio, Thanh Nguyên Khổ Hạnh cùng tiến lên sân khấu để có động lực chia sẻ kính trân trọng đến màn ảnh. Lần đầu tiên, Thành xin chào mọi người và xin được gửi lời cảm ơn dành tới ban tổ chức cũng như là toàn thể quý vị khách mời ở đây. Đầu tiên, cho tôi xin giới thiệu về Team Upolo một chút. Team Upolo chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp về thiết bị, dịch vụ và giải pháp âm thanh nghe nhìn. Thì các nhóm ảnh chính của chúng tôi là karaoke, hi-fi, home cinema. Thì với các thương hiệu nổi tiếng trong thuộc ngành karaoke như là CDL, LD System hay là cao cấp hơn là có Carabrain, thì một cùng với một số các thương hiệu nổi tiếng bên hi-fi, home cinema như là kép hay là CDL, và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng tôi hiểu được cái sự quan trọng của trải nghiệm về màu sắc phải được tốt nhất và chính xác nhất, nên buổi triển lãm ngày hôm nay sẽ có điểm nhiều của một thương hiệu máy chiếu hàng đầu về màu sắc tới sáng sớm. Thương hiệu này cũng chỉ đã rất thành công trong cái ngành công nghiệp tinh nông về danh tiếng về độ chính xác của màu sắc. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc buổi triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây xin mời Thanh Hoa, quản lý vận hành Việt Nam, đại diện ban tổ chức cùng đi đến sân khấu để trao đổi khó khăn vướng mắc, giấy chứng nhận của cộng đồng.